tin nóng tối 16 tháng 4. Dự kiến CEO Tim Cook sẽ đưa ra các đề xuất liên quan đầu tư của Apple tại Việt Nam. Ion, hãng xe thuần điện Trung Quốc sắp vào Việt Nam. Lần đầu tiên Việt Nam có trung tâm huấn luyện cấp cứu chấn thương quốc tế đặt tại bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay, tượng đài Lenin ở thành phố Vinh tỉnh Nghệ An đã được khánh thành. Phim Nữ Hoàng Nước Mắt đứng thứ hai trong top phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất trên các TVN. Lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh kéo dài 10 ngày, 1.000 người diễn khai mạc. Tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất sẽ gần 100 triệu đồng từ ngày 1 tháng 7. Trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ lập đàn cầu mưa là điều không thể. Hà Nội thí điểm thu phí trong giữ xe không dùng tiền mặt mà áp dụng hình thức thanh toán qua ứng dụng và mã QR. Lốc xoáy gây thiệt hại hơn 700 hectare cây trồng ở Nghệ An. Người phụ nữ đau bụng mỗi lần liên tục nhiều năm do dòng đánh thai đi lạc. Truy tìm thanh niên lấy đi vé số của người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Hãy đăng ký nghe các khóa học MC chuyên nghiệp tại Học viện Truyền thông Z Cộng, địa chỉ số 30, đường số 4, khu dân cư Cityland, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.